được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần. Hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi bỏ qua hết tất cả những vấn đề liên quan đến Covid-19, vấn đề thời sự, vấn đề chính trị, vấn đề cộng đồng, và chúng ta hướng về một trong những vị gọi là lãnh đạo tinh thần của một cái tu viện ở tại quận Cam và đặc biệt là tại thành phố Westminster của chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu chương trình hôm nay với sư cô Bidian. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào sư cô cùng với chương trình của chúng tôi hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết sư cô xin chào anh nhà báo Đoàn Trọng và xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả của chương trình TV Người Việt trong tuần. Kính thưa quý vị, cách đây 6 năm thì chắc quý vị đã biết ở tại thành phố San Jose, sư cô Bích Liên là một trong những người được giới thương gia, được tất cả những người ở cộng đồng người Việt chúng ta miền Nam California biết đến rất nhiều. Sư cô đã từng là một hoa hậu trong cộng đồng người Việt chúng ta ở tại thành phố San Jose nói riêng và cả cộng đồng người Việt chúng ta nói chung. Nhưng sau một thời gian định cư tại Hoa Kỳ, sau một cái chuyến gọi là vượt biên đầy gian khổ, sư cô đã thành công trên vấn đề thương mại, nhưng tất cả mọi việc đều bỏ lại đằng sau và sư cô quyết định, có thể nói là con được tu tập của sư cô với giáo hội Phật giáo. Và đặc biệt là sư cô có thể nói rằng một thời gian dài tu tập ở tại Sri Lanka, và chính vào thời gian này năm ngoái chúng tôi đã có mặt tại Sri Lanka để tham dự lễ tiếp nhận bằng đại học Phật giáo tại một trường đại học Phật giáo lớn tiếng nổi tiếng ở tại Sri Lanka, đó là trường đại học Najada Kalaniya University của thành phố Colombo. Thì đến bây giờ thì sư cô hiện nay đang đảm nhiệm một cái chức vụ gọi là chủ tịch hội đồng tham vấn quốc tế Phật giáo, và đồng thời sư cô hiện nay là viện chủ và trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang tổ đình Giác Nhiên. Hôm nay thì chắc có lẽ bỏ qua tất cả mọi khó khăn và chúng tôi muốn gặp sư cô, trao đổi với sư cô trong qua một cái chương trình mà người Việt chúng tôi theo dõi. Việc trước tiên, năm ngoái cũng vào giờ này thì sư cô đang lo vấn đề tu tập và học hành của sư cô tại Sri Lanka. Đến bây giờ về sau gần tới một năm rồi, sư cô gặp phải những cái vấn đề gì mà có thể nói là khó khăn vào cái thời điểm này thưa sư cô? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh nhà báo Đoàn Trọng và thưa quý vị thính khán thính giả, sau cái ngày mà sư cô tốt nghiệp tại Colombo, Sri Lanka, tại trường đại học Kalinda University, thì cũng là trong tháng 9 2019 mà anh Đoàn Trọng đã tham dự cùng với gia đình. Thì thưa anh, khi trở lại Mỹ thì vào cái tháng 12 thì vào cái chương trình tin tức đã cho biết là đại dịch Covid rồi. Cho nên trong thời gian từ cuối năm cho đến trong thời điểm này thì sư cô không phải là gặp khó khăn, nhưng mà bởi vì khi mà sư cô ra trường rồi thì sư cô cũng có được một cái phần ưu ái của quý giáo sư cho cô một công việc để làm việc quốc tế cùng với ngôi trường của mình đã học qua. Nhưng mà vì đại dịch Covid cho nên sư cô phải tạm ngưng cái công việc sinh hoạt đó, đi qua đi lại để mà cùng với giáo hội. Tuy nhiên trong thời gian qua thì anh biết là cái đại dịch Covid-19 nó làm cho mọi người đều dừng lại công việc, và chúng ta cũng nghiệm lại trong đời sống của chúng ta. Nhưng về tu tập thì quý sư cô vẫn tu tập tại tu viện của mình, và trong thời gian đó đến nay cũng là 7 tháng nay rồi thưa anh. Thế trong cái thời gian qua, sư cô có khi nào tiếp tục liên lạc với cái trường học đại học của sư cô, với tất cả các vị giáo sư, và đặc biệt chúng tôi cũng thấy một vị tăng thống ở Sri Lanka cũng giống vị tổng thống ở Sri Lanka đã có cái cơ hội gặp sư cô, có cơ hội gặp gỡ và trao. Thế thì sư cô có liên lạc với những gì ở bên Sri Lanka ngày hôm nay hay không? Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa anh và thưa quý vị, sau cái thời gian sư cô học về thì trong tháng 1 đó, cuối tháng 1 nhằm cái dịp Tết của mình, thì sư cô cũng có trở lại trường của mình và gặp gỡ tân tổng thống của đất nước Sri Lanka. Và sau đó sư cô cũng được tân thống tại đất nước Sri Lanka appoint cho cô một cái vị trí làm việc quốc tế. Rồi trường học của sư cô, giáo sư đã lên làm director của trường, và ngài cũng đã cho sư cô một cái chức vụ là advisor, Director, Coordinator International Buddhist. Cho nên sư cô cũng có một cái vị trí để làm việc tại trường học của mình. Sau khi tháng 2 thì cô trở lại về Mỹ lại, thì Covid bắt đầu tạm ngưng tất cả. Cho nên công việc của sư cô cũng tạm ngưng.
Bây giờ sư cô nhìn lại cái khoảng thời gian mà sư cô trở lại Sri Lanka để tu học và tập học tập ở cái trường đại học của Phật giáo ở tại thủ đô của Sri Lanka. Thế tại sao sư cô lại quyết định đi học? Vì thời gian nó đã quá dài với sư cô ở tại Mỹ này, sư cô cũng đã trưởng thành, đã trở thành thương gia. Thế tại sao sư cô lại quyết chí đi học ở cái trường đại học đó như thế nào? Vì mục đích gì nào? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh, là anh cũng đã biết trong cái đời sống của sư cô, nó gọi là lay life, thì cuộc sống đời thường của sư cô đã thành đạt rồi, công danh sự nghiệp, công việc của sư cô coi như ổn định rồi. Khi sư cô chọn vào cái đường xuất gia làm một người tu sĩ, thì là một người coi như là mình sinh ra, sinh sao để muộn, thì sư cô cũng muốn tìm một ngôi trường có một cái vị trí và một cái quá trình lâu dài trong Phật Pháp, để mà cô đi học, để cô có thể tìm được nhiều cái kiến thức trong Phật giáo, để cô về có thể vì cái đó mà một cái đôi cánh cô chấp, để mà cô tiếp tục để phục vụ chúng sanh trên bước đường tu học của cô. Hơi bí mật chút xíu, hỏi sư cô, tôi tại qua Sri Lanka tôi mới thấy cái sự tu tập học hành ở đó tốn kém rất nhiều. Nhiều vị tu sĩ khắp nơi trên thế giới về tu học ở cái trường đại học nổi tiếng ở đó, mà sư cô học trong đó là cỡ 3 năm phải không sư cô? 4 năm sư cô. Thế trong cái thời gian đó lấy đâu để mà sư cô có thể trang trải mọi sự việc đi lui đi tới học hành ở một cái trường đại học như vậy thưa sư cô? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, phải nói là bất cứ một cái điều gì công cuộc sống của mình phải hy sinh. Mình phải hy sinh rất nhiều, nhất là ở đất nước, không phải là đất nước của mình. Cái sự đi lại rất là khó khăn như anh thấy đó, nhất là về traffic và những cái đường bay nó cũng rất là dài. Vì cái sự mà khi sư cô đã dấn thân vào đạo Pháp rồi, thì sư cô không có màng cái vấn đề mà tốn kém cũng như là cái sự hy sinh thời giờ cũng như cực nhọc của mình. Trước tiên là hệ thống công ty của sư cô, các em cũng hỗ trợ cho cô về tài chính rất nhiều, để sư cô 4 năm mà sư cô miệt mài để mà làm xong cái việc học của sư cô, cái bằng tiến sĩ của sư cô nó trọn, đó là cái điều mà cô rất là hạnh phúc. Thế bây giờ là sư cô hoàn toàn hài lòng với cái thời gian 4 năm ở tại Sri Lanka không? Hay là có gì phiền toái ở đó không thưa sư cô? Thật sự ra với anh là thưa quý vị, phiền toái thì nó không có. Nhưng mà cái sự trải nghiệm qua của sư cô thấy nó rất là vất vả. Vất vả. Nếu mà trở về 4 năm tới nữa thì chắc cô không làm nữa đâu. Bởi vì khi mà đi qua rồi thưa anh và thưa quý vị, có những lúc chặng đường của sư cô phải... hình như là sư cô muốn give up đó, muốn give up, nhưng mà rồi sư cô có một người huynh đệ của sư cô là sư cô Hoa Liên, cũng khuyến tấn sư cô để cố gắng, và sư cô cũng nghĩ rằng mình cố lên, mình không cố lên thì có thể không đạt được đến mức cuối cùng của mình đạt mình muốn tới, cho nên sư cô cứ cố lên và mình hy sinh, phải hy sinh nhiều mới được thưa quý vị. Bất cứ một cái điều gì, nhất là mình đi học về cái bằng tiến sĩ mà đất nước Tích Lan là một cái nước quốc giáo, là một cái nơi mà khó khăn của mình đi lại nữa. Cho nên nếu mà chẳng hạn như anh đi, hay bất cứ người nào mà chuẩn bị cho mình một cái đường tương lai dài như vậy, thì cũng phải chuẩn bị cái sự hy sinh. Nhưng đến bây giờ thì tất cả mọi chuyện nó nằm ở quá khứ. Sư cô thấy rằng trong cái thời gian 4 năm học ở trường đại học ở Sri Lanka như vậy, và cô đã được một cái bằng tiến sĩ như vậy, thì cô thấy có hữu ích cho những người tu sĩ, tăng sĩ trẻ bây giờ tham gia con đường học ở tại Sri Lanka không thưa sư cô? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh và thưa quý vị, sư cô nghĩ rằng nên, rất là nên. Cái thế hệ trẻ bây giờ mình cần phải học, bởi vì nếu mà không có kiến thức thì mình rất là khó đi ra xã hội để làm việc. Anh thấy rồi, ngày xưa đó thì nó gọi là early Buddhism đó, cái thời trước đây thì về Phật giáo, về tôn giáo thì không cần phải đến trường để có bằng cao. Nhưng mà thời điểm bây giờ, người tôn giáo, người mà xuất gia phải làm việc ở ngoài xã hội, cho nên nếu mà không có bằng cấp cũng hơi khó làm việc ở bên ngoài, phục vụ chúng sanh cũng đòi hỏi cái đó rất nhiều. Cho nên sư cô nghĩ rằng những thế hệ trẻ, nhất là tăng ni sinh, tăng ni trẻ phải nên cố gắng để chuẩn bị cho mình một cái bằng cấp, dù rằng mình làm việc tương lai được hay không được, nhưng mà chắc chắn mình phải chuẩn bị cho mình. Đó là cái điều sư cô nghĩ là như thế. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần, và hôm nay bỏ qua tất cả những sự khó khăn trong đời sống, quý vị có cơ hội để trò chuyện cùng với sư cô Bích Liên, một trong những vị tu sĩ hiện nay đang hoạt động tại miền Nam California. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.
vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần và với sự tham dự của sư cô Bích Liên. Thưa sư cô, bây giờ trở lại vấn đề giáo dục học hành tu tập của cô ở tại Sri Lanka. Sư cô có muốn điều gì trình bày thêm nữa không sư cô? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, nói đến cái vấn đề học ở bên Sri Lanka, khi mà nói đến học thì phải nói đến cái bằng cấp. Yeah. Tuy nhiên cái bằng cấp để cho mình là một cái phương tiện để mình làm việc, nhưng mà nói đến bằng cấp mà mình không cần thì sư cô nghĩ rằng nó không có quan trọng về cái mảnh bằng tiến sĩ hay là thạc sĩ. Tuy nhiên cái bằng đó là nó có thể cho mình hỗ trợ cho mình rất nhiều để khi mà mình phục vụ ở ngoài xã hội. Cũng giống như vì người tu sĩ mà không có cái bộ áo này, thì không có cái đầu này, áo này thì người ta đâu có cho mình là tu sĩ đâu anh, phải không? Cho nên người tu cũng phải cần bộ áo tu để trở thành người tu sĩ. Và cái người ở bên bằng cấp cũng thế thôi. Có cái bằng là một cái phương tiện cho mình để mình làm việc, nhất là trong Phật giáo và xã hội. Còn nhưng mà đối với sư cô thì đó là cái điều mà nền tảng, nhưng mà không có nghĩa là cần phải có bằng cấp mới là. Cảm ơn sư cô. Bây giờ trở lại vấn đề và hiện nay sư cô hoạt động trong Phật giáo của chúng ta tại Quận Cam nói riêng và tại Hoa Kỳ cũng giống như tại Việt Nam. Thế thưa sư cô, bây giờ thì sư cô có một cái ngôi chùa tương đối cũng có thể nói là tốt để cho tất cả các tín đồ đến để tham dự tụng kinh niệm Phật với Đức Phật Thích Ca. Thế thưa sư cô, công việc tu tập và hành đạo của cô bây giờ như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh và thưa quý vị khán thính giả và Phật tử, sư cô cũng rất là may mắn được cái nhân duyên là được về điều hành một ngôi chùa của sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên, một ngôi chùa đầu tiên của người Việt tại miền Nam California, ngay thủ phủ của người Việt trên đường Westminster, cũng là thành phố Westminster. Thì có nhân duyên sư cô về được điều hành vào cái ngôi chùa này vào năm 2017. Thưa quý vị, cho đến nay thì trong cái thời gian đại dịch vừa qua, hiện tại thì đối với ngôi chùa về cái khó khăn thì chùa của sư cô không gặp khó khăn gì cả thưa anh. Bởi vì ngôi chùa thì sư cô cũng được cái nhân duyên lành, sư cô đã trả ốp cái ngôi chùa rồi. Cho nên nó nói về cái khó khăn về tài chính financial thì không có phải gặp khó khăn. Nhưng mà về Phật tử thì Phật tử không đến chùa được để mà tụng kinh cùng tu tập với mấy sư cô thường xuyên giống như trước đây. Thay vì Phật tử đến tu tập vào thứ bảy và chủ nhật cũng như hàng ngày thì Phật tử cũng ghé vào để mà có những chương trình lễ cùng tu cùng học. Nhưng mà vì đại dịch Covid cho nên khó khăn cho Phật tử của sư cô, nhưng mà tại chùa thì các quý sư cô vẫn tu tập như thường, vẫn công phu và bái sám cũng như là hành thiền thưa anh. Thế sư cô, đến bây giờ thì chúng tôi được biết rằng sư cô đang điều hành một cái chức vụ gọi là chủ tịch hội đồng ni bộ. Thế thưa sư cô nhìn về tất cả những người tu sĩ thuộc nữ giới thì bên Phật giáo thì nhìn chung một cái người thuộc thế hệ trẻ, thế hệ thứ hai đến định cư tại Hoa Kỳ và được tu tập học hành gọi là một cách có tổ chức của những cái hệ thống giáo dục rõ ràng như vậy, thì sư cô thấy cái phía bên ni bộ của sư cô cần phải làm cái điều gì, cần phải thay đổi những cái gì nè? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh và thưa quý Phật tử, đối với ni bộ của sư cô là một trong những người đứng đầu của ni bộ thế giới, thì qua những cái sự chia sẻ và trăn trở của tất cả quý chư ni thì đối với đất nước Sri Lanka và các nước khác như là Myanmar, Malaysia, India, tất cả những các nước khác thì quý sư cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì những người ni không được như là những người tăng. Tăng thì sinh hoạt rất là tự do và có nhiều cái cơ hội hơn. Nhưng đối với ni mà những cái ni đất nước khác thì họ rất là kém may mắn hơn. Đặc biệt là những người ni Việt Nam của mình thì sư cô nghĩ rằng có nhiều phương tiện hơn là các quý vị đó. Nhất là những người tu sĩ mà ni ở bên Mỹ này thì sư cô thấy cũng có một thành phần là cũng hơi khó khăn về cái nơi mà đất nước quê người. Anh biết rồi, ở Việt Nam thì rất là nhiều chùa để các ni tá túc để tu học. Nhưng mà với cái ở bên Mỹ này thì các ni đi đến sau thì cũng hơi khó khăn. Cái tâm nguyện của sư cô cũng như cái trăn trở của sư cô là
mình làm như thế nào để mà tất cả các ni ở khắp nơi ngồi lại với nhau để cùng chia sẻ trên bước đường tu học, cũng như nâng đỡ với nhau trong tinh thần, cũng như hỗ trợ nhau trên bước đường tu học. Đó là cái điều mà sư cô mong mỏi. Nhưng mà thưa sư cô, bây giờ thì chắc là sư cô phải nhìn nhận rằng cái thế hệ của sư cô hiện nay với tất cả những ni sư sư cô hiện tại bây giờ thì được đào tạo, được hội nhập với một cái xã hội mới công nghiệp nhiều, thì sư cô thấy vấn đề máy tính, computer rồi tất cả những cái phương tiện đó với mà trẻ thuộc ni bộ của sư cô có quan tâm đến để mà sử dụng những cái phương tiện đó cho cái vấn đề hành đạo không thưa sư cô? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh và thưa quý khán giả, với cái sự mà phát triển về truyền thông bây giờ, thì quý sư cô cũng đã thực hiện nhiều cái Zoom, teaching online, dạy tu học trên online đó anh, rồi qua cái Zoom meeting, rồi dạy những cái trong trường, bởi vì ni thì có rất là nhiều ngôi chùa ở bên các nước khác, hiện tại ở Mỹ này cũng vậy thưa anh, phát triển cũng rất là mạnh. Đối với cái sự truyền thông bây giờ thì các tăng cũng thế mà ni cũng thế thôi, tất cả các ni cũng có nhiều cái kiến thức về technical đó, cho nên cái vấn đề mà về truyền thông thì không có trở ngại, rất là có cái sự dễ dàng hơn cho các ni dạy trên mạng, rồi qua Zoom, rồi meeting trên Facebook, rồi YouTube, có rất là nhiều cái chương trình đó xảy ra bây giờ. Thế thưa sư cô thì có điều kiện đi về Việt Nam cũng giống như trao đổi với những ngôi chùa gốc của sư cô ở tại Việt Nam. Thế nhìn một cái bức hình tổng quát thì sư cô thấy ni sư ở Việt Nam và ni sư ở Hoa Kỳ này, sư cô ở Hoa Kỳ này, nó có khác nhau cái điều gì không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh, ở Việt Nam thì nó có một cái giới luật ở Việt Nam, nó hơi gọi là một chút xíu là nó không có được nới rộng, cởi mở bằng ở Mỹ. Bởi vì ở Việt Nam thì có nhiều chùa và nhiều chùa lớn nhỏ rất là nhiều, và ở Mỹ này rất là khó khăn hơn cho các ni đó anh ạ. Rất là khó khăn, cho nên và hội nhập vào cái đời sống mới, cho nên ni ở đây nếu mà ngồi ở trong chùa làm việc về tu tập không thì cũng hơi khó khăn rất nhiều. Cho nên cái sự mà tu tập ở Việt Nam thì nó khá là dễ dàng hơn là ở Mỹ này, nó nhiều phương tiện hơn rất là nhiều. Bây giờ trở lại pháp viện Minh Đăng Quang với là gọi là tổ đình dắt diện của sư cô, đến bây giờ thì có bị ảnh hưởng gì về vấn đề Covid-19? Ở đây như sư cô Ban Đại đã trình bày là không có cái quan tâm nhiều đến vấn đề tài chính, nhưng mà những người đồng hương Phật tử của sư cô đến, họ có bị ảnh hưởng nhiều không? Và sư cô trong cái tình thế này nếu kéo dài thì sư cô có chuẩn bị những cái chương trình Phật Pháp như thế nào không thưa sư cô? Thưa anh và thưa quý khán thính giả và quý Phật tử, trong thời gian đại dịch như thế này thì sư cô cũng rất là trăn trở rất là nhiều, bởi vì cái sự đi lại của tất cả các Phật tử mong mỏi muốn đến chùa để tu học, nhưng mà vì cái sự cách ly của xã hội cho nên mỗi người chúng ta đều có ý thức với nhau và tu tập tại nhà, cũng như chương trình của chùa sư cô cũng đã chuẩn bị, trong tương lai sư cô sẽ tổ chức những cái khóa tu bằng YouTube cũng như là trên Facebook để mà quý Phật tử tiện việc tu tập tại nhà. Nhưng mà với cái ngôi chùa của sư cô nó rất là tiện, bởi vì nó nằm trên cái ngã ba của cái đường lộ Westminster, cho nên quý Phật tử thường ngày mà sáng có công việc cũng ghé qua lễ Phật rồi mới đi, cho nên cái sinh hoạt thì không có, nhưng mà quý vị vẫn có thể ghé qua để lễ Phật, và quý vị sẽ đi làm hoặc là về nhà, cái đó cũng rất là phương tiện. Nhưng về tu tập thì quý sư cô cũng đã suy tư, cũng đã hoài niệm lại, là một tu sĩ trong thời gian như thế này thì chúng ta phải tu như thế nào để chúng ta nhìn lại là một cái con người trong sự khó khăn, để mình tập theo cái tánh từ bi hỷ xả của Đức Phật đã dạy cho mình. Giống như là như anh biết là mình phải chia sẻ và cảm thông trong cái đời sống như thế này để mình cùng hướng về cái năng lượng lành đến cho mọi người khắp nơi. Quý vị đang cùng với chúng tôi, cùng với sư cô Bích Liên trao đổi về những gì mà hiện nay chúng ta đang đối phó với Covid-19 ở trong phạm trù Phật giáo của chúng ta. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.
quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Người Việt trong tuần. Và chắc quý vị cũng đã biết tôn giáo là một trong những cái phương tiện quan trọng trong cái đời sống con người của chúng ta. Bất kỳ từ tôn giáo nào, Công giáo, Tin lành hay Phật giáo đều có thể nói rằng cần phải có những sự sinh hoạt và tiếp xúc giữa những người đạo hữu với những vị lãnh đạo tinh thần. Thế thưa sư cô, đến bây giờ thì tất cả những cái nhu cầu của tiểu bang, chính quyền địa phương để yêu cầu mọi người khi ở nơi công cộng cần phải có đeo khẩu trang, mặt nạ. Như sáng nay thì ở đài chúng tôi cũng bắt buộc là phải có một cái khoảng cách mà sư cô thấy thì trên 6 feet. Thế sư cô có chủ trương và cho mọi người tín hữu biết rằng khi đến chùa thì cần phải đeo khẩu trang, ngồi tụng kinh niệm Phật thì cũng phải cách xa 6 feet, và có thể nói mọi cái sinh hoạt đều phải tuân theo luật lệ của thành phố cũng giống như tiểu bang không thưa sư cô? Dạ thưa anh và thưa quý Phật tử, là tại chùa của sư cô cũng tuân theo những gì mà pháp luật đã đưa ra, thì cũng cách 6 feet, rồi quý Phật tử cũng đến chùa thì cũng có mang cái mask và sanitize. Để trên bàn chuẩn bị cho Phật tử khi vào chùa sanitize và cũng làm theo những cái gì mà requirement của tất cả mọi nơi đều như vậy. Cho nên Phật tử cũng rất là thoải mái khi mà họ đến chùa thưa anh. Cảm ơn sư cô rất nhiều đã chia sẻ với chúng tôi tất cả những gì mà đồng hương Phật tử chúng ta cần quan tâm trong cái mùa gọi là đại dịch Covid-19 này. Bây giờ thì có một cái vấn đề mà chắc lẽ tôi hy vọng sư cô sẽ chia sẻ với khán thính giả chúng tôi hôm nay, vì chúng tôi được biết là gia đình của sư cô cũng giống sư cô tham dự rất nhiều những cái công tác từ thiện ở tại Việt Nam cũng giống như ở tại Hoa Kỳ này. Thế đến bây giờ thì đại dịch như vậy thì làm sao đi lại? Mọi người đều ở trong tình trạng khó khăn hết, thì cái vấn đề từ thiện đối với ni bộ của sư cô như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh và thưa quý khán thính giả, thì trước đây sư cô đã làm bao nhiêu công việc từ thiện anh cũng đã thấy, và tất cả quý Phật tử ở xa, nếu mà quý vị theo dõi về chương trình từng bước đi cái công việc Phật sự cũng như là từ thiện của sư cô thì quý vị thấy trong cái đại dịch Covid này sư cô cũng không ngừng để đóng góp một phần của mình. Anh thấy đó là ở Việt Nam cũng thế, những người nghèo người ta rất là khó khăn đi lại, nhất là những người bán vé số và những người làm công nhân, thì sư cô cũng đặt những cái máy ATM gạo để cho họ đến để lấy gạo. Sư cô cũng cúng rất là nhiều tấn gạo, trong đó ở từ những cái thành phố nhỏ cho đến ở Kiên Giang, ở chùa cũng như các tỉnh. Rồi sư cô cũng tiếp tục xây những cái con đường cho quý vị vào chùa. Rồi sư cô cũng đang và làm thêm những cái cầu, mà bởi vì các em đi học vào mùa mưa nó hay rơi vào những cái dòng sông đó thưa anh. Thì sư cô cũng làm những cái cầu đó. Và trong cái mùa đại dịch này thì sư cô cũng xây được 2 căn nhà. Phải nói là cũng tội là bởi vì những người nghèo ở những vùng sâu xa, những ngày mà mưa gió bão bùng thì nhà tranh vách lá nó lại sụp đi, rồi nhà nghèo, rồi vợ chồng con cái thì cũng đông chen chúc mà bệnh hoạn. Cho nên trong mùa dịch này thật sự thưa với anh và thưa quý vị, sư cô cũng không ngừng vấn đề từ thiện. Một phần nữa là sư cô phải gửi tiền đi giúp đỡ cho quý thầy ở Bangladesh. Bởi vì ở Bangladesh mà là một cái nước rất là nghèo, mà thời gian mưa gió như thế này, anh biết là mưa gió thì hoạn nạn nó rất là nhiều. Mà những cái người ta chết đó thưa quý vị là lại thiêu, mà thiêu thì mưa hoài thì không có thiêu được bởi vì trời mưa. Cho nên sư cô cũng cố gắng cũng chuyển tiền cho họ để họ làm một cái mái nhà giống như một cái lò thiêu tạm thời để cho họ thiêu những cái thi hài mà đã bị chết trong mùa này. Rồi những cái khó khăn thực phẩm sư cô cũng gửi tiền để cho quý thầy giúp đỡ cho những người khó khăn trong thời gian. Nói chung là đại dịch tất cả ảnh hưởng đến toàn cầu, nhưng đối với sư cô thì cũng được may mắn. Sư cô cũng được hỗ trợ từ hệ thống công ty, cho nên sư cô không ngừng đóng góp trong đại dịch này bởi vì tất cả mọi người đều cần đến. Thế những cái tín hữu Phật giáo của chúng ta ở tại trong cái ngôi chùa của sư cô hiện nay cũng giống như trong tất cả những hoạt động của sư cô, thì họ có đóng góp cùng với sư cô để làm cái công việc này không thưa sư cô? Nam mô A Di Đà Phật. Thưa anh, thật sự ra thì sư cô ít bao giờ mà mở lời gọi là gây quỹ hoặc là kêu gọi đóng góp. Sư cô được cái phước là gia đình của sư cô cũng có cái hệ thống công ty, rồi một phần dành dụm và đóng góp của gia đình, cho nên sư cô chưa có mở lời kêu gọi. Nhưng mà sư cô nghĩ rằng nước chảy cũng đá mòn, thì thời gian tới thì sư cô không dám nói, nhưng mà hiện giờ thì
sư cô cũng không có được sự đóng góp từ nơi đâu cả. Nhưng mà sư cô, cái việc trước tiên đóng góp tài chính cũng là một cái vấn đề tốt, nhưng mà cái phương diện tinh thần thì sư cô cũng làm sao để mời gọi tất cả mọi người, cũng rất nhiều người họ cũng muốn đóng góp với sư cô. Có thể là qua cái chương trình hôm nay họ cũng sẽ trao đổi với sư cô để họ làm sao giúp được cho những cái người mà trong đối tượng mà sư cô vừa mới nói ra, thưa sư cô. Dạ, thưa anh và thưa quý vị, nếu như mà quý vị nghe chương trình ngày hôm nay trong cái cuộc trò chuyện giữa sư cô và nhà báo Đoàn Trọng, mà quý vị thấy rằng sư cô là một người quý vị đặt niềm tin và tin tưởng để mà quý vị có thể nhờ hoặc là giao phó cho sư cô để sư cô tiếp tục làm công việc Phật sự, đặc biệt là công tác từ thiện, thì sư cô vẫn sẵn sàng nhận cái sự đóng góp của quý vị qua chùa cũng như là cái chương trình non-profit của hội của sư cô, để sư cô sẽ tiếp tục làm giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn mình. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cái buổi gặp gỡ đặc biệt với sư cô Bích Liên. Đó là chuyện tu tập của sư cô, đó là chuyện từ thiện của sư cô, đó là cái công chuyện ngôi chùa của sư cô hiện nay. Thế đến bây giờ thì chúng tôi qua một cái vấn đề khác, và tôi hy vọng là sư cô cũng trao đổi với chúng tôi qua những cái sự kiện mà chúng ta đang gặp phải bây giờ. Thế thưa sư cô, việc trước tiên sư cô thấy Covid-19 nó gieo cái thảm họa cho nhân loại quá nhiều, không riêng gì ở tại Vũ Hán, không riêng gì ở tại tất cả những quốc gia gánh chịu, và ngay cả Hoa Kỳ của chúng ta. Thế là một người tu sĩ, cô nghĩ thế tại sao thế giới chúng ta lại gặp cái tai ương gì kỳ lạ vậy thưa sư cô? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh và thưa quý vị, cho nên sư cô nghĩ rằng là một người tu sĩ, là một người khất sĩ, là một người xuất gia, với cái sự tu hành của mình thì mình phải nhìn lại. Trong thời điểm này tất cả chúng ta đều nhìn lại và nghiệm lại tại sao, lý do gì, luân hồi hay là có thể là những cái cuộc sống nó sẽ xảy ra bởi vì cái đời sống của con người tạo nên như thế này. Cho nên cái chuyện mà đại dịch thế này nó xảy ra cũng là có một cái sự nhân quả trong đó. Cho nên sư cô nghĩ rằng khi mà đại dịch nó đã đến rồi thì trong chúng ta phải nghĩ lại, và từ bản thân mình phải làm như thế nào đó, hỏi hoài niệm lại về chúng ta cảm thấy rằng những cái gì mà chúng ta làm sai, hoặc là chúng ta có thể thay đổi gì tốt hơn cho đời sống này. Chúng ta có thể ngồi lại mà chia sẻ với nhau trong cái cuộc sống, đặc biệt là trong thời gian Covid này. Sư cô nghĩ rằng nếu mà anh thấy đời sống thường đó là ai cũng rất là vất vả, rất là bề bộn công việc, coi như là trong đời sống cơm áo gạo tiền, rồi cuộc sống nó rất là chạy, rất là nhanh. Nhưng mà vì cái đại dịch này thì đời sống nó lại chậm lại và ngưng lại. Ngưng lại cũng có một cái điều bất lợi mà cũng có cái điều tốt cho những người nào mà không có thời gian, đặc biệt là không có thời gian cho gia đình và cho người thân của mình. Cho nên chúng ta nên nghiệm lại trong cái thời gian này, chúng ta phải mở cái tâm từ để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Sau khi cái đại dịch này thì chúng ta sẽ làm cái gì cho xã hội, cho gia đình và cho người thân của mình nó có ý nghĩa hơn. Đó là cái điều mà sư cô nghĩ. Thế thưa sư cô, khi sư cô nói chúng ta sau cái đại dịch này cần phải làm cái điều gì mà chúng ta cần phải làm để tạo dựng cho một cái xã hội đổi mới nhiều. Thế thưa sư cô, bây giờ trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở đây, cũng có rất nhiều cái chia rẽ, nhiều cái vây cánh, nhiều chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Sư cô nghĩ rằng là đã đến lúc chúng ta hồi tỉnh lại và gần gũi với nhau để xây dựng một cái tương lai mới chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh, như thế này, anh thấy trong cái thời gian đại dịch có rất là nhiều người thân của mình mà âm thầm lặng lẽ ra đi. Một người ra đi mà không có những người thân để mà đưa tiễn. Chính bản thân sư cô cũng có những người bạn rất là thân và những người quen cũng vài chục năm, mà khi họ đi ra đi trong cái thời dịch này, sư cô rất là mong mỏi đến chia tay với họ mà sư cô cũng không có cái cơ hội. Vậy thì chúng ta phải nên nghĩ lại và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có thể đoàn kết với nhau nhiều hơn, chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn nữa. Bởi vì nếu mà trong cộng đồng chúng ta cứ có những cái điều mà đánh nhau hay là chia rẽ nhau thì cái điều đó không hay lắm, thưa anh. Đối với sư cô nghĩ là như vậy. Nếu mà chúng ta cảm thấy rằng đây là một cái đại dịch để chúng ta nhìn ngắm lại, thì
sư cô nghĩ rằng nên làm như thế để chúng ta chấm dứt những cái sự chiến tranh. Anh thấy là cái đó là về gây gỗ nhau, chia rẽ nhau cũng là một cái sự chiến tranh về hận thù, về tham sân si ở trong đó cho nên xảy ra. Như anh thấy đó, thì bây giờ cái vấn đề đại dịch nó đã có rồi, rồi bây giờ mình còn gây thêm nữa. Cái đại dịch một coi như là một cái chiến tranh mà không cần súng đạn. Yeah. Anh thấy không? Một cái con virus rất là nhỏ mà nó giết một cái con người rất là to lớn và mạnh. Và giàu có hay là nghèo hèn đi nữa, nó đến với mình thì mình không giữ được cái hơi thở của mình. Vâng, cảm ơn sư cô. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Người Việt trong tuần. Đó là cái cảm nhận và sự chia sẻ tâm tình của một vị tu sĩ Phật giáo tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Người Việt trong tuần. Và một lần nữa xin thay mặt cho đài truyền hình SET, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sư cô đã dành thời giờ quý báu của sư cô đến chia sẻ cùng với khán thính giả chúng tôi. Và trong tương lai chúng tôi hy vọng có nhiều cái cơ hội để gặp gỡ sư cô và cầu chúc sư cô thăng tiến trên con đường tu tập của sư cô. Cô, cái này thì hơi tò mò hỏi sư cô rằng sư cô là một tu sĩ, lại viên tu sĩ thì không bao giờ mà có thể nói quan tâm đến vấn đề chính trị nhiều. Thế thì sư cô tháng ngày mùng 3 tháng 11 tới đây sư cô có đi bầu không? Thưa anh, là sư cô là một người quốc tịch Mỹ. Yeah. Mặc dù tu sĩ, sư cô không quan tâm đến chính trị, nhưng mà sư cô cũng quan tâm đến đất nước mình sư cô đang ở chứ. Thế thì sư cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, sư cô có đi bầu hay không ạ? Chắc chắn là sư cô phải đi bầu. Phải đi bầu. Dạ. Thế trước khi đi bầu, sư cô có chuẩn bị cái tư tưởng của cô, cái nhận định của sư cô? Lẽ dĩ nhiên sư cô là một người tu hành, thành sư cô sẽ quan tâm đến vấn đề làm sao mà cái phương diện tu tập của cô, vấn đề hành đạo của cô được dễ dàng, thoải mái. Thế sư cô đã có những cái tiêu chuẩn nhận định cho một cái ứng cử viên nào đó để sư cô bầu trong tương lai chưa? Thưa anh và thưa quý vị, sư cô phải chia sẻ thật sự là hiện giờ sư cô ở bên Mỹ là cũng trên dưới 40 năm. Yeah. Sư cô cũng đã chứng kiến rất là nhiều tổng thống tại đất nước Hoa Kỳ này. Yeah. Đối với sư cô thì không đòi hỏi và cũng không mong mỏi gì cho chính bản thân mình. Nhưng mà nhìn chung về đất nước Hoa Kỳ bây giờ thì anh thấy người đương nhiệm bây giờ là tổng thống Donald Trump. Thì sư cô thấy rằng trong thời gian qua Tổng thống Donald Trump làm việc nó có rất là nhiều khó khăn cho ông. Mà những cái công việc của ông làm thì sư cô thấy ông hoàn toàn làm hết khả năng của ông. Yeah. Cho nên đối với sư cô thì sư cô mong mỏi Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục 4 năm tới đây. Wow. Để mà làm sao cho đất nước Hoa Kỳ này nó bình an trở lại. Yeah. Đó là cái điều cô mong mỏi. Thế thì sư cô thấy bây giờ việc trước tiên chúng ta phải đối phó một cái nạn đại dịch có thể nói rất là khó khăn cho người dân Hoa Kỳ. Vấn đề công ăn việc làm thì lại dĩ nhiên cũng có phần là hơi xuống dốc. Yeah. Nhưng có một cái sự kiện mà sư cô thấy rằng cái vấn đề an toàn xã hội nó không được bảo đảm cho nhiều. Lại dĩ nhiên vấn đề đại dịch nó tạo nên những cái vấn đề nhiều người homeless, rồi tạo ra những cái sự cướp bóc. Rồi đặc biệt sư cô thấy hình như bây giờ là sư tô theo dõi, sư cô cũng thấy ở trên Portland, Oregon biểu tình liên tục cả mấy chục ngày qua, ở trên Seattle, Capitol Hill cũng những cái công việc của những người họ đòi phân đứng lên để nói cái quyền phân biệt chủng tộc không được có thể nói là áp dụng ở trên Hoa Kỳ này. Cũng giống như tất cả những sự việc liên quan đến những cuộc biểu tình của những người gọi là Black Lives Matter thì đó là một cái quyền tự do của mọi người đều quan tâm đến. Thế sư cô mong mỏi nhất là cái gì với tư cách là một người tu sĩ Phật giáo? Sư cô mong mỏi xã hội trong những thời gian tới với một cái vị nào, bất kỳ vị nào lên lãnh đạo thì sư cô mong muốn cái điều gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa anh và thưa quý vị, đối với sư cô là một người tôn giáo, là một người tu sĩ, thì sư cô nghĩ rằng những cái vấn đề vấn nạn của xã hội, của đất nước là nhìn chung là cái điều đó. Cái người lãnh đạo họ không thể nào mà hoàn thành hết tất cả những gì chúng ta mong muốn, nhưng với cái ý thức của từng người
và từng thế hệ phải cùng nhau thì cái đất nước nó bình yên được. Bây giờ trong cái đại nạn dịch như thế này thì tất cả thế giới đều bị hoành hành hết và rất là khủng khiếp. Nói đến đất Mỹ thì về cái cuộc bầu cử chạy đua trong Nhà Trắng bây giờ thì rất là nhiều nơi nói đến cái vấn đề bầu cử và có thể nói là chia rẽ trong cộng đồng cũng vì cái vấn đề bầu cử này. Nhưng mà vì cái bạo động của thành phố này, tiểu bang kia, kể cả người Việt của mình cũng bị nói đi vào cái vấn đề Black Lives Matter. Cho nên cái điều đó sư cô càng nghĩ thì càng cảm thấy chạnh lòng, cũng buồn lắm thưa anh. Nhưng mà thưa cô thì sư cô nghĩ rằng mình cũng nên nhìn lại. Mình cho một cái người đang lãnh đạo, mình tạo cho cái người đang lãnh đạo một cái cơ hội nữa để tiếp tục hoàn thành cái công việc họ đang dở dang. Bây giờ chi bằng anh bầu một người mới lên cũng không thể nào hoàn thành được, bởi vì họ chưa có quen cái công việc. Thường thường sư cô đứng trong cái phạm vi là cái quen việc đó là nó dễ dàng hơn là chưa quen. Chưa chắc anh bầu một người mới lên mà người ta sẽ dẹp hết tất cả những gì mà rác rưởm đang còn. Chưa chắc nữa. Khi mà dọt xong thì đất nước này nó tới đâu rồi. Cho nên sư cô nghĩ rằng nếu được thì chính bản thân sư cô sẽ có một phiếu cho ông đương nhiệm tổng thống Donald Trump. Thế thì sư cô có một cái vấn đề này chúng tôi cũng muốn chia sẻ và để hỏi sư cô. Tôi được biết gia đình sư cô ở một cái miền đảo mà bây giờ phát triển rất nhiều. Gần đây thì chắc cô sư cô cũng biết ở tại Phú Quốc giống như là những cái hòn đảo khác đang còn ở trong cái thế gọi là cạnh tranh. Mà gần đây sư cô thấy cái sự tăng cường những cái nỗ lực ở trên Biển Đông của Trung Quốc bây giờ. Thế là một người tu sĩ thì sư cô cũng là một người phải yêu tổ quốc rồi chứ. Mà đã yêu tổ quốc thì bảo vệ quê hương, xứ sở, tất cả những phần nào lãnh thổ, lãnh hải của ông bà tổ tiên mình đã gây dựng ra. Thế sư cô có nào quan tâm đến vấn đề mà hiện nay cái sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là gần quê hương của cô đó, ngay Phú Quốc là lớn lắm hả sư cô? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, đối với sư cô là một người nhỏ bé, rồi là một người tu sĩ nữa, với đất nước, tình hình đất nước thì đương nhiên là mình là máu chảy ruột mềm, mình là người Việt Nam, thì nói đến đất nước mình thì mình xót xa, mình đau buồn. Nhưng mà sư cô sống ở đất Mỹ này nhiều hơn là ở Việt Nam. Sư cô sống ở Việt Nam chỉ trên dưới 10 năm thôi, trên 10 năm thôi. Nhưng mà đối với Việt Nam bây giờ, sư cô có làm gì đi chăng nữa, nó cũng không làm một cái gì cả. Quý vị biết và anh biết, ở Phú Quốc bây giờ là trở thành một cái thành phố biển đầu tiên của đất nước Việt Nam. Vì lẽ đó, không lẽ nào cô đến đó để cô tranh giành cho riêng bản thân cô. Đây một cả đất nước của Việt Nam, một mình cô không làm gì được cả. Tuy nhiên sư cô cũng thầm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm được thanh bình, ấm no và hạnh phúc. Và đều cái chuyện mà chiến tranh gọi là giành giật với nhau thì không còn nữa. Đó là điều cô mong mỏi. Cảm ơn sư cô hôm nay đến về chương trình của chúng tôi. Và sư cô đã tâm tình với tất cả những gì mà với một người định cư tại Hoa Kỳ này trên 40 năm, chia sẻ những cái nỗi vui buồn thăng trầm của một người có thể nói là đã nhập hội nhập vào cái xã hội Hoa Kỳ này rất lâu. Nhưng trong những giây phút cuối cùng của chương trình hôm nay, chúng tôi mời sư cô nhìn thẳng vào ống kính truyền hình này. Sư cô muốn nói với gì với tất cả những thế hệ trẻ và đặc biệt là những người quan tâm đến Phật giáo và có thể nói muốn hiến thân của đời của họ để trở thành những vị tu sĩ, thưa sư cô? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị và thưa anh Đoàn Trọng, đối với sư cô thì cuộc sống vô thường. Cho nên sư cô nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng mong mỏi cuộc sống mình được bình yên và hạnh phúc. Đối với sư cô thì đi tu không phải là chạy trốn cuộc đời, đi tu để mình tạo cho cuộc sống mình có được vững vàng tâm linh, để rồi mình bước lên con đường giải thoát. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ rằng một đường tu và một cái đường tâm linh tốt thì quý vị nên làm, bởi vì đạo Phật nó sẽ rất là gần gũi với đời sống, đạo đi vào đời rất là gần gũi với nhau. Nhưng mà có đạo có đời thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng hạnh phúc hơn. Cho nên sư cô hy vọng là quý vị với bồ đề tâm kiên cố, luôn luôn quý vị giữ vững niềm tin của mình về tôn giáo nào cũng được. Có những vị tôn giáo hay là Phật giáo, cái điều đó không quan trọng, nhưng chúng ta phải sống tốt với nhau, đặc biệt là trong mùa đại dịch Covid năm nay. Chúng ta hãy nhìn về với nhau và hãy trao cho nhau những năng lượng lành, và lúc nào chúng ta cũng sống cho nhau và nghĩ về nhau. Đó là cái điều mà cô mong mỏi.
Thế sư cô, chúng tôi muốn sư cô nhắn gửi với tất cả những nữ sinh viên của người Mỹ gốc Việt chúng ta hiện nay đang học tập và thành công ở tại cái nền đại học Hoa Kỳ này. Nếu một người nào đó trong họ có ý muốn tu thì sư cô muốn nói về họ gì, họ điều gì nữa? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, nếu mà quý vị đó nghĩ rằng cuộc sống mình đủ và muốn trở thành một người tu sĩ thì sư cô rất là hoan nghênh, nên làm, bởi vì đây là một cuộc đời mà chúng ta tìm đến tương lai, tìm đến giải thoát, và cuộc đời đó không gì hơn bằng tâm linh, chúng ta về tìm với nhau là giải thoát và hạnh phúc với nhau. Sư cô rất là hoan nghênh và khuyến tấn quý vị nên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Và kính thưa quý vị, đó là Người Việt trong tuần. Và xin trân trọng gửi lời chào cảm ơn sư cô. Chúc sư cô thăng tiến trên con đường tu tập. Sư cô xin chân thành cảm ơn nhà báo Đoàn Trọng và cảm ơn ban giám đốc của đài Người Việt trong tuần cho sư cô cơ hội để chia sẻ một vài ý nghĩ với sư cô. Mong rằng quý vị sẽ có những ngày thật hạnh phúc bên gia đình của mình, luôn luôn sống niềm tin, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.